Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một cái loại cây không chỉ là thuốc quý chữa viêm da cơ địa mà nó còn vô vàn các tác dụng chữa bệnh khác, đó chính là cái cây xài đất. Theo đông y thì cây xài đất là một trong những loại thảo dược có vị ngọt, hơi chua khi ăn lá, tính mát và có tác dụng rất lớn cho cái việc mà giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc và điều trị các cái bệnh ngoài da. Xài đất còn được gọi là húng chám vì một số vùng địa phương ngắt xài đất để ăn sống như là rau húng. Nhưng khi mà vò nát cây ra lại có cái mùi hương của quả chám. Một số vùng khác thì gọi là ngố núi vì trông như cây rau ngố, xong có thể mọc bò trên vách núi. Cây xài đất có thân màu xanh, lá gần như dính sát vào thân, không có cuống, mọc đối nhau, hình bầu dục, mép có răng cưa nhỏ, phủ lông ở mặt trên cũng như là mặt dưới của lá, hoa mọc thành cụm hoa, mọc ở đầu, màu vàng tươi. Chú ý là cần phân biệt xài đất với cây lỗ địa cúc hoặc là xài hồ. Xài đất được thu hoạch lúc đang ra hoa, xài đất dùng toàn cây, có thể dạng cây tươi hoặc là sấy khô đều được cả. Và trong cái y học cổ truyền thì xài đất có vị ngọt, hơi chua, tính mát, quy kinh, can, thận. Có tác dụng là thanh nhiệt, tiêu độc, tiêu viêm, tiêu đờm, cầm ho, mát máu, mát gan, chữa viêm cơ, viêm bàng quang, viêm tuyến vú và cảm mạo, sốt liên miên, mụn nhọn, lở loét ngoài da. Thường dùng xài đất tươi, có thể dùng khô nhưng tác dụng không bằng tươi. Từ xa xưa thì loài cây mọc hoang này đã được ông cha ta sử dụng rất nhiều trong việc là chữa các cái bệnh hàng ngày với cái hiệu quả tốt mà không có cái tác dụng phụ đối với sức khỏe. Tác dụng của cây xài đất căn cứ theo cái đặc tính đông y của chúng, vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc. Dưới đây là một số các cái tác dụng trong chữa bệnh của cây xà đất. Thứ nhất là chữa viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa hoàn toàn có thể dùng cây xà đất để điều trị và ngăn ngừa sự lây lan của chúng. Trong thành phần của cây xà đất còn có chứa nhiều các cái tinh dầu, muối vô cơ và một số các chất có tác dụng tiêu độc, giảm đau, hạ sốt, kháng khuẩn. Cây xà đất là cái thành phần trong các cái bài thuốc chữa bệnh rôm sảy, viêm cơ, mụn, lở chàm, viêm da cơ địa. Theo đông y thì cây có vị ngọt hơi chua, có tính mát giúp giải độc thanh nhiệt cho cơ thể. Kết hợp với một số vị thuốc đông y khác, cây xà đất có thể phát huy tốt cái khả năng điều trị viêm da cơ địa. Cách thứ nhất là chúng ta dùng cam thảo, cây cam thảo mỗi vị đúng 16 gram, thêm 12 gram ké đầu ngựa và 15 gram kim ngân hoa cùng với 30 gram xà đất nữa là được. Cho tất cả vào nồi nấu cùng 500 ml nước, đun đến khi chỉ còn 200 ml nước thì chắt lên nước để uống trong ngày là được. Cách thứ hai là cùng lấy 30 gram xà đất nhưng cho cùng với cái cây khúc khắc 10 gram, thêm bồ công anh 20 gram và kim ngân hoa 15 gram nữa là được. Cứ đun với 500 ml nước để khi còn 200 ml thì lấy uống trong ngày. Và thuốc thứ hai là chữa viêm bàng quang. Thì dùng cái cây xà đất chữa bệnh viêm bàng quang cũng là một cái bài thuốc nam được nhiều người sử dụng. Xà đất được các cái tài liệu đông y ghi nhận là có vị hơi chua và đắng nhẹ, tính mát, không độc với các cái tác dụng như là thanh nhiệt, kháng viêm, giải độc. Các cái thành phần hoạt chất có trong xà đất có tác dụng là ức chế hoạt động của các cái loại vi khuẩn gây nhiễm trùng bàng quang. Từ đó mà có thể làm giảm các cái triệu chứng của bệnh và hỗ trợ tốt cho cái quá trình điều trị. Nguyên liệu là gồm có 20 g mã đề, 20 g bồ công anh, 16 g cam thảo đất, 35 g xài đất tươi cho vào sắc cùng 1000 ml nước đến khi còn 1 phần 3 thì chắt lên nước để uống. Nước chia đều cho hai bữa uống sau ăn trưa và tối nửa tiếng để có công dụng cao nhất. Đều đặn dùng bài thuốc này để thấy bệnh tình thuyên giảm đáng kể. Và thứ ba đấy là cây xài đất tắm cho trẻ nhỏ bị các cái bệnh rôm sảy hay là các cái bệnh ngoài da cho trẻ nhỏ rất tốt. Ngoài ra thì có thể sử dụng để tắm cho bé giúp đề phòng các cái bệnh ngoài da. Cách làm rất đơn giản, chúng ta lấy một nắm cây xài đất to, vò nát ra rồi cho vào nước để nấu làm nước tắm. Có thể là hòa thêm nước lạnh để tắm cho trẻ em cũng được. Tắm với nước xài đất xong rồi thì tắm thêm một lần bằng nước sạch cho bé là được. Dùng nước tắm từ lá xài đất thường xuyên vừa điều trị vừa ngăn ngừa được rôm sảy. Nhưng trước khi thực hiện thì nên hỏi ý kiến của
bác sĩ để tránh bé bị dị ứng. Thứ tư là chữa cảm sốt, viêm họng, sốt xuất huyết. Với các cái thành phần có trong cây sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng bệnh nhẹ mà không cần dùng đến kháng sinh hay là các cái chất khác. Tức là chúng ta lấy khoảng một nắm lá xoài đất to cỡ 50 gram rồi rửa sạch và để khô. Sau khi khô rồi thì đem giã nát ra và hòa với 350 ml nước để uống. Phần bã có thể lấy đắp trực tiếp vào lòng bàn chân để hạ sốt nhanh hơn. Cứ thực hiện cho đến khi nhiệt độ cơ thể không còn nóng nữa. Thứ năm là hỗ trợ điều trị ung thư môn vị. Đây là cái loại thảo dược đã được chứng minh có cái hiệu quả thông qua các cái kết quả nghiên cứu. Xà đất, bạch hoa xà thiệt, bán chi liên mỗi vị đúng 30 gram, đem các cái nguyên liệu đi sắc lấy nước uống, uống đều 3 bữa mỗi ngày, uống liên tục trong vòng 1 tháng. Thứ sáu đấy là trị viêm tuyến vú. Bài thuốc thông sữa tiêu viêm. Xà đất 30 g, bồ công anh 30 g, huyền sâm 16 g, xuyên khung 12 g, sa tiền tử 16 g, thông thảo 12 g, kim ngân hoa 16 g, hoàng cầm 12 g, liên kiều 16 g, chỉ thực 8 g, tạo giác thích 6 g, thanh bì 8 g, xài hủ 8 g, thạch cao 16 g, sắc ngày 1 thang, uống chia 2 lần. Bài thuốc này để chữa viêm tuyến vú, vú bị sưng đau do tắc tia sữa. Bài thuốc giảm sưng vú, dùng xài đất 20 g, giã nát đắp lên tuyến vú bị sưng đỏ viêm. Ngày đắp 2 lần, mỗi lần 60 phút, sau đó nhấc ra rửa lại với nước sạch. Như đã nói ở trên thì cây xà đất dễ dàng bị nhầm lẫn với các loại cây khác nên là cần đặc biệt chú ý khi mà phân biệt để sử dụng đúng cây, tránh gây các cái tác dụng phụ không mong muốn khi mà sử dụng sai cái vị thuốc. Do đây là cái loại cây có cái tính hàn nên là cần cẩn thận trong sử dụng cho những cái người mà bị huyết áp thấp để tránh gây ra các cái tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên các bạn chú ý là những cái bài thuốc trên chỉ mang cái tính chất là tham khảo. Mặc dù có cái trường hợp chữa khỏi bệnh nhờ tác dụng xài đất nhưng mà vẫn có nhiều người không thấy hiệu quả. Vì vậy mà trước khi dùng xài đất chữa bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc để dùng chính xác và đúng cách hơn nhằm mang lại cái hiệu quả như mong muốn. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.